Tình hình quốc tế và khu vực trong 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó khăn thách thức mới xuất hiện nặng nề hơn so với dự báo. Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, dự báo tăng trưởng thấp trong năm nay, áp lực lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao, nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế tiếp tục suy giảm. Những yếu tố trên đã tác động trực tiếp, đa chiều đến phát triển của mọi quốc gia, trong đó có nước ta và đặc biệt ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng doanh nghiệp mới đây câu lạc bộ doanh nhân họ đào phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm triển vọng kinh tế việt nam cơ hội và thách thức tổ chức tại hà nội có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế nhà quản lý doanh nghiệp tại buổi tọa đàm các nội dung được thảo luận xoay quanh các chủ đề ảnh hưởng của biến động tiền tệ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp số hóa tài sản thực trên nền tảng blockchain cơ hội đầu tư vào kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm trong bối cảnh kinh tế hiện nay như thế nào các nội dung của tọa đàm đã phần nào giúp các doanh nghiệp nhận diện những khó khăn thách thức và cùng tìm ra những giải pháp cơ cấu doanh nghiệp vượt qua khó khăn